hai đại gia Vbiz Tuấn Hưng và Việt Anh tuyên bố sẽ cùng VTV mua bản quyền World Cup. Nhìn số tiền hai anh sẵn sàng chi ra thì có hy vọng rồi. Ca sĩ Tuấn Hưng và diễn viên Việt Anh cho biết sẵn sàng chung tay cùng VTV mua bản quyền phát sóng World Cup. Chỉ còn một tuần nữa World Cup 2018 chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, Việt Nam là quốc gia duy nhất còn lại chưa có xác nhận mua được bản quyền phát sóng. Những ngày qua, thông tin đài truyền hình Việt Nam VTV đã có bản quyền liên tục xuất hiện trên các mặt báo. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, phía VTV đều bác bỏ những tin đồn. Quanh câu chuyện bản quyền World Cup 2018, chia sẻ với báo Giao thông, diễn viên Việt Anh và ca sĩ Tuấn Hưng cho biết anh sẵn sàng bỏ tiền, chung tay cùng VTV để mua bản quyền phát sóng World Cup 2018. Nếu có thể. Ca sĩ Tuấn Hưng cho biết, VTV là một đài truyền hình tầm cỡ quốc gia, tôi tin chắc nhiều người yêu bóng đá của Việt Nam sẵn sàng bỏ tiền mua bản quyền World Cup. Việc VTV vẫn đang chần chừ, có thể do họ chưa tìm thấy nguồn thu. Nếu vấn đề là kinh phí, tất cả người dân Việt Nam đều sẵn sàng đầu tư cùng VTV để được xem giải bóng đá lớn nhất hành tinh này. Thế nhưng VTV cũng có nỗi khổ riêng của họ. Tiền bản quyền càng lúc càng cao, tiền thu được từ quảng cáo càng lúc càng đậm bạc. Nếu lộ quá nhiều thì cũng tội cho nhà đài. Trước khi trách nhà đài, chúng ta nên biết chúng ta là người có nhu cầu và nên tập với thói quen trả bản quyền. Lúc đó, chất lượng của các kênh truyền hình ắt sẽ tốt, chúng ta nên đặt câu hỏi tại sao VTV lại tuyên bố như vậy. Tại sao chúng ta được xem truyền hình miễn phí từ bao lâu nay? Tôi đồng ý với việc người Việt chúng ta chưa giàu như các nước bạn, nhưng chúng ta có thể học thói quen xem đến đâu trả tiền đến đấy. Nếu một người nào đó có tiếng nói của VTV đứng ra kêu gọi những người nghệ sĩ, đặc biệt những người mê bóng đá như tôi, sẽ cùng vận động, bản thân tôi sẵn sàng bỏ ra một khoản chi phí vừa đủ hợp lý để được xem. Đồng quan điểm với nam ca sĩ nắm lấy tay anh, nam diễn viên Việt Anh chia sẻ, tôi nghĩ việc VTV chần chừ có thể họ đang vướng mắc nên cần thời gian giải quyết. Nếu vấn đề chỉ là bài toán chi phí, tôi nghĩ tất cả những người yêu bóng đá của Việt Nam cũng như cá nhân tôi đều sẵn sàng chung tay với VTV. Quốc Nghiệp ngẫu hứng biểu diễn cùng con trai ngay tại sân bay. Chưa đầy 2 tuổi đã diễn xiếc thần sầu, khiến cả sân bay vỗ tay ầm ầm. Màn ngẫu hứng của bố con diễn viên xiếc khiến người xem thích thú. Tối 6 tháng 6, anh em Hoàng tử xiếc về đến thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian sang Anh thi chung kết Britain Got Talent, Quốc Nghiệp nâng bổng con trai trên tay để biểu diễn trước mọi người. Từ lúc 2 tháng tuổi, bé Hùng Tâm đã được bố uống chân tay để làm quen với xiếc. Quốc Nghiệp liên tục đùa với con trai để thỏa nỗi nhớ mong sau thời gian xa nhà. Vợ Quốc Nghiệp, ca sĩ Ngọc Mai đang mang bầu 3 tháng. Anh em Hoàng tử xiếc bật khóc khi nhìn thấy người nhà. Mẹ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp ra sân bay đón hai con. Quốc Cơ ôm chặt vợ. Quốc Cơ Hồng Phượng dỗ dành con trai khi cậu bé bật khóc. Dù không vào top 3 chung kết diễn ra tại Anh vào tối 3 tháng 6, màn trình diễn của anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp lại gây tiếng vang, khiến khán giả trong nước tự hào. Quốc Cơ sinh năm 1984, được tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 28. Quốc Nghiệp sinh năm 1989, nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 26 tuổi. Hai anh em Hoàng tử xiếc là nghệ sĩ ưu tú trẻ tuổi nhất Việt Nam. Cuối tháng 12/2016, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp lập kỷ lục Guinness Thế giới với màn chồng người lên nhau, leo 90 bậc thang trong 52 giây tại Tây Ban Nha. Chọn bộ ảnh cưới đậm chất cổ điển lãng mạn của bạn diễn Trường Giang. Bộ ảnh cưới ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào nhất của cả hai trước khi chính thức là vợ chồng của nhau. Tối ngày 4 tháng 6, đám cưới của nam diễn viên Phan Tân đã được diễn ra tại một khách sạn sang trọng thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đông đảo nghệ sĩ ở làng hài kịch đều đến tham dự ngày vui này như Thu Trang Tiến Luật, Diệu Nhi Anh Tú, Kiều Minh Tuấn, Quách Ngọc Ngoan Nam Thư. Đặc biệt hơn là nghệ sĩ Hoài Linh cũng đến chúc mừng đàn em. Sự xuất hiện của anh khiến nhiều người ngỡ ngàng, vì từ trước đến nay, rất hiếm khi thấy anh bốn đi tiệc tùng sự kiện. Sau lễ cưới hoành tráng, Phan Tân quyết định gửi đến khán giả những khoảnh khắc đẹp nhất trong bộ ảnh cưới mà anh cùng bà xã thực hiện. Để có một đám cưới đáng nhớ, Phan Tân và bạn gái đã mất nhiều tháng để hoàn tất mọi việc, từ việc nghi lễ đến ảnh cưới. Riêng việc chụp ảnh cưới, Phan Tân cảm thấy khó khăn trong việc chọn phong cách chụp ảnh và sau đó là tới chuẩn bị trang phục. Đến cuối cùng, anh đã chọn được nơi ưng ý và Phan Tân cùng bạn gái đã có bộ ảnh cưới ngọt ngào mang tên Tình Yêu Là Những Điều Bình Dị.
Tình cảm của Phan Tân cùng bạn gái không ồn ào mà bình dị ngọt ngào, sự gắn bó yêu thương thể hiện qua ánh mắt và cử chỉ chăm sóc. Bộ ảnh cưới của Phan Tân và bạn gái được thực hiện theo phong cách cổ điển, cặp đôi mặc trang phục đồng điệu, cùng nắm tay dạo bước và trao nhau nụ hôn như thuở mới hẹn hò. Phan Tân cho biết tình yêu của anh và bà xã đủ lớn để cả hai cùng nhau xây dựng tổ ấm. Đôi uyên ương đã có thời gian được bạn bè khen xứng đôi vừa lứa về ngoại hình. Học trò của nghệ sĩ Thu Trang Tiến Lực cũng chia sẻ, Tân quyết định kết hôn để ổn định gia đình và sau đó là chuyên tâm lo cho sự nghiệp. Có gia đình bà xã ở bên, Tân tin mình sẽ có nhiều động lực mới để theo đuổi con đường nghệ thuật. Nam em mặc lại váy giống hệt Nhã Phương để xem Trường Giang sẽ làm gì tôi. Tại anh nói, em sẽ không yên ổn với ảnh mà, em đang mong chờ là anh sẽ làm gì em đó, em khá tò mò, nam em cho biết. Dù đã nhiều tháng trôi qua, kể từ ngày nam em chủ động đem chuyện tình yêu với danh hài Trường Giang kể với công chúng, câu chuyện đến nay vẫn chưa có hồi kết. Nhiều người gọi sự việc này như một màn kịch kéo dài, nam em chính là đạo diễn. Còn Trường Giang và Nhã Phương là hai diễn viên bất đắc dĩ trong kịch bản của một người khác, với những tình tiết ly kỳ đến thót tim. Đỉnh điểm sự việc là khi Trường Giang phá bỏ lời thề với tổ nghiệp, lên tiếng dằn mặt nam em, cấm cô không được động đến Nhã Phương và phủ nhận chuyện có tình cảm với Hoa Khôi này và cho rằng đây là một cô gái không bình thường. Trái lại phản ứng mạnh mẽ của Trường Giang, nam em chỉ nhẹ nhàng đáp rằng sẽ tự nhủ bản thân không được nhắc đến anh nữa. Tưởng rằng sau sự việc đó, nước sông sẽ không phạm nước giếng. Thế nhưng mới đây, chân tình lại được dịp xôn xao khi bất ngờ thấy nam em mặc lại đúng chiếc váy Nhã Phương từng mặc thời điểm được Trường Giang cầu hôn. Không những vậy, cô còn dùng bông hoa cẩm chướng đỏ, loài hoa gắn với mối quan hệ của nam em và Trường Giang để cài lên đầu. Ngay lập tức, vở trường kịch tay ba này lại một lần nữa được dư luận đào lên xới lại. Rất nhiều câu hỏi về mục đích của nam em khi quyết định công khai mặc chiếc váy đó là vô tình hay cố ý. Mới đây, trong cuộc livestream với báo, nam em thẳng thắn trả lời những câu hỏi liên quan trực tiếp đến chuyện này. Hoa Khôi thừa nhận rằng cô biết chiếc váy đó Nhã Phương từng mặc. Thế nhưng có hai nguyên nhân khiến cô quyết định mặc lại nó. Thứ nhất là vì cảm thấy thích, thứ hai là vì muốn qua cái sở thích đó, thử xem phản ứng của Trường Giang sẽ như thế nào. Em mặc vì em thích, chứ không phải em cố tình. Em cũng nhớ một câu nói của anh Giang, cô ấy sẽ không yên ổn với tôi đâu. Thì nhiều khi em muốn cái sự thích của em có cơ hội được gặp lại anh Giang thì sao? Tại anh nói em sẽ không yên ổn với ảnh mà, em đang mong chờ là anh sẽ làm gì em đó, em khá tò mò, em không nghĩ anh có thể nghĩ em là một phù thủy ác độc. Anh Giang nói, sẽ không để nam em yên nếu như làm gì Nhã Phương, thì chắc mọi người nghĩ nam em đã làm gì rồi nên anh Giang mới nói vậy. Em đã làm gì đâu, bởi vì em không làm gì nên em mới tò mò là em có thể làm gì với chị Nhã Phương, trong khi chị ấy dễ thương như vậy, nam em tâm sự. Ngay sau khi thổ lộ những lời đó, nam em gặp phải rất nhiều phản ứng dữ từ dân mạng. Đa phần ý kiến cho rằng cô khẳng định không cố tình, nhưng lại làm việc đó bằng sự tính toán và mục đích rõ ràng như vậy thì không thể là vô tình được. Họ tỏ ra ngán ngẩm với việc nam em cứ tiếp tục kéo dài, ồn ào tình ái liên quan đến Trường Giang, tạo cảm giác cô đang cố tình lợi dụng tên tuổi của hai ngôi sao này để PR cho mình. Tuy nhiên cũng trong buổi livestream, nam em khẳng định mình chỉ là một người hơi ích kỷ với những cảm xúc cá nhân, cô hành động khác người, làm theo những điều mình muốn, đồng thời nhận mọi tội lỗi về mình và không muốn những người thân hay ekip của mình bị liên lụy. Bố đẹp, mẹ đẹp, con trai trúng Huyền Thanh, mới 10 ngày tuổi đã đẹp như thiên thần. Trai Quân, ông xã người mẫu trúng Huyền Thanh, dành rất nhiều thời gian bên vợ và con trong những ngày đầu tiên làm bố. Trai Quân, ông xã người mẫu trúng Huyền Thanh vừa chia sẻ đoạn trạng thái hài hước trên trang cá nhân, kèm theo đó là bức ảnh con trai tròn 10 ngày tuổi. Anh viết, Josie xin chào cô chú, con đã được 10 ngày tuổi, nhóm máu O cộng, da ngâm và hói nhẹ. Câu chia sẻ hài hước và đáng yêu của ông xã trúng Huyền Thanh về con đầu lòng khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Bức ảnh đáng yêu của con trai trúng Huyền Thanh và ông xã Trai Quân. Từ khi vợ sinh con, ông xã trúng Huyền Thanh thường xuyên chia sẻ về quý tự trên trang cá nhân. Trước đó anh cũng từng đăng tải dòng trạng thái về cảm giác lần đầu được làm bố. Cảm giác thật khó tả khi từ nay trở đi phải chia sẻ người phụ nữ của đời mình cho một thằng đàn ông khác mà mình không làm gì được các bạn ạ. Đùa chứ, đây là cả thế giới của Dây đấy. Hôm nay mẹ và bé được về nhà rồi, Dây Quân viết.
Á hậu The Face 2016 Chúng Huyền Thanh sinh con đầu lòng. Vào ngày 25 tháng 5 2018, em bé nặng 3,2 kg. Từ khi mới bắt đầu mang thai đến lúc sinh con, ông xã là người luôn bên cạnh động viên và chăm sóc cô. Nhiều người còn nhận xét Say Quân chính là mẫu đàn ông lý tưởng của gia đình. Say Quân luôn có mặt bên cạnh để động viên Chúng Huyền Thanh.